đến Trung Sơn, một xã thuộc vùng ATK. Chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay nhanh chóng của một vùng quê chiến khu cách mạng. Dọc hai bên đường vào trung tâm xã, nhiều ngôi nhà xây kiên cố đã được mọc lên. Các hoạt động kinh doanh, dịch vụ cũng đang phát triển mạnh. Giao thông thuận tiện đã góp phần không nhỏ vào việc thúc đẩy kinh tế, xã hội và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào các dân tộc nơi đây. Những năm qua, được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua nhiều chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế, xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn, đời sống của người dân và diện mạo của xã vùng ATK đã có nhiều khởi sắc. Là xã thuộc vùng ATK, Trung Sơn vẫn là một xã khó khăn của huyện Yên Sơn, bởi hầu hết cuộc sống của đồng bào đều dựa vào sản xuất nông nghiệp. Trình độ canh tác và việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và đầu tư thâm canh một số loại cây trồng chưa phát huy được hiệu quả thiết thực. Trên cơ sở những điều kiện khó khăn ở địa phương, Đảng bộ xã Trung Sơn đã xác định nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng, phát huy tính chủ động, tích cực của từng đảng viên, khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương để tập trung phát triển kinh tế nông lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sẽ là đòn bẩy để từng bước nâng cao cuộc sống của người dân trên địa bàn xã một cách bền vững. Trong những năm qua, hệ thống chính trị cũng như là các chi bộ cũng đã tập trung triển khai đồng bộ cụ thể hóa các cái nghị quyết và cụ thể là lãnh đạo về việc phát triển kinh tế xã hội ở địa phương cũng đã từng bước được phát triển rõ nét so với những năm trước đây, và về cái tỷ lệ thu nhập của người dân thì ngày càng được nâng lên. Trước đây nhắc đến làng Chạp, người ta nghĩ đến ngay một thôn nghèo của xã. Nhưng mấy năm trở lại đây, được sự quan tâm của các cấp ủy chính quyền, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của chi bộ, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng được cải thiện. Đến nay thôn có 70% hộ gia đình, có nhà xây mái ngói kiên cố, sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt đắt tiền. 100% hộ có điện thắp sáng. Đời sống nhân dân được cải thiện, các khoản đóng góp xây dựng nông thôn mới được người dân tự giác chấp hành. Đây chính là thành quả của sự cần cù, năng động của bà con nhân dân trong việc thay đổi nhận thức, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, sản xuất theo hướng hàng hóa, nên mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống ngày càng ổn định. Thì vai trò lãnh đạo của cấp ủy cũng như của chi bộ là rất nhiều năm nay là luôn luôn là lãnh đạo về công tác phát triển nông thôn. Đời sống thu nhập vài năm gần đây là so với 5 năm về trước thì đã phát triển tiến hơn rất nhiều về thu nhập, về phương tiện, về tất cả mọi vấn đề về đối với con người, phục vụ cho con người là có sự thay đổi rất lớn. Đời sống tinh thần là nâng lên rõ rệt. Do tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, nên đời sống của người dân nơi đây không ngừng được cải thiện và nâng cao. Trước đây, người dân chủ yếu là trồng lúa, nhưng năng suất không cao. Đến nay, bà con đã đưa những giống lúa năng suất cao vào trồng. Cộng thêm vào đó là trồng một số loại cây dao động ngắn ngày có hiệu quả kinh tế, như ớt, dưa chuột. Do được tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, trồng và chăm sóc theo hướng vệ sinh an toàn thực phẩm, nên sản phẩm của bà con sản xuất ra đến đâu đều được các thương lái thu mua hết ngay đến đó. Thấy hiệu quả kinh tế mang lại, nhiều hộ nông dân đã tham gia trồng cây rau màu và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay thì trong thôn đã chi bộ đã thành lập một hợp tác xã
với vai trò là bản thân bí thư chi bộ cũng là giám đốc hợp tác xã, tôi đã thành lập có 30 thành viên, và trong đó trong thời gian qua thì hợp tác xã đã triển khai các mô hình sản xuất tới các thành viên trong hợp tác xã như mô hình sản xuất cây ớt và cây dưa chuột, từ đó cũng tạo điều kiện việc làm thường xuyên cho các hộ nông dân và cũng nâng cao thu nhập cho người dân, từ đó là người dân là thay đổi được cái tư duy phát triển kinh tế, sản xuất theo chuỗi và cũng được bao tiêu toàn bộ sản phẩm cho người dân. Để nâng cao đời sống cho người dân, Đảng bộ xã xác định nhiệm vụ trọng tâm là phải phát triển kinh tế nông lâm nghiệp, giúp người dân tiếp cận và ứng dụng được tiến bộ khoa học trong sản xuất. Do vậy, hàng năm, Đảng bộ đã xây dựng nghị quyết với những chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, sát với thực tế của địa phương. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tập trung đẩy mạnh phát triển diện tích trồng rừng, chăn nuôi gia súc, gia cầm, kết hợp phát triển kinh tế trang trại. Đi đôi với đó, chỉ đạo các đoàn thể đẩy mạnh công tác phối hợp, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thực hiện các mô hình liên doanh, liên kết trong đầu tư, sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm lâm nghiệp là thế mạnh của địa phương. Để mà hỗ trợ cho bà con trong cái công ăn việc làm ấy, thì Đảng ủy, Ủy ban nhân xã đã xây dựng và triển khai các kế hoạch phối hợp với các doanh nghiệp cũng như là các hợp tác xã hướng dẫn bà con chuyển đổi cơ cấu cây trồng cũng như là thực hiện các cái chuỗi liên kết để có những cái sản phẩm tăng thu nhập cho bà con. Là xã có diện tích rừng lớn, do vậy Đảng bộ và chính quyền xã đã tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển rừng, giao đất lâm nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân liên kết trồng rừng với mục tiêu phủ xanh đất trống, đồi núi chọc. Để khuyến khích nhiều hộ nông dân trực tiếp tham gia phát triển kinh tế rừng, đây cũng là nguồn lực quan trọng để xã thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Qua việc tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng ở xã Trung Sơn trong những năm qua cho thấy, đây thực sự là hướng đi quan trọng giúp hàng trăm hộ nông dân có được nguồn thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Từ đó, tạo ra nhiều việc làm ổn định cho người dân trên địa bàn xã. Để khai thác tối đa nguồn lợi từ kinh tế lâm nghiệp, mang lại lợi ích kinh tế bền vững cho người dân, xã Trung Sơn đã chú trọng công tác quy hoạch rừng. Hiện nay, tổng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC của xã là gần 2.000 ha, với nhiều hộ tham gia. Đồng thời triển khai cho người dân đăng ký trồng rừng bằng cây giống chất lượng cao theo nghị quyết 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kết hợp sản xuất chăn nuôi dưới tán rừng để tăng thu nhập. Sau khi chuyển đổi cái cây trồng cũ sang cây trồng mới thì cái cây 03 này nó phát triển hơn nhiều, và sau này gia đình có một khoản tiền thu nhập cây trồng mới này cũng cao hơn cây trồng cũ, rồi trang trải cho gia đình. Phát huy lợi thế rừng trồng, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư mở xưởng sản xuất, chế biến lâm sản. Hiện nay trên địa bàn xã có gần 40 xưởng gỗ ván bóc và xưởng gỗ răm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương với mức thu nhập bình quân từ 5 đến 7 triệu đồng một người trên tháng. Cùng với phát triển kinh tế rừng, thì với lợi thế và điều kiện tự nhiên, Đảng bộ xã cũng xác định chăn nuôi đại gia súc là mũi nhọn để phát triển kinh tế của địa phương. Vì vậy, Đảng bộ chỉ đạo chính quyền và các ban ngành đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hộ chăn nuôi, chuyển đổi chăn nuôi từ quy mô nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Để giúp người dân có điều kiện mở rộng quy mô, xã đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể vận dụng những chính sách của tỉnh và huyện về hỗ trợ vốn vay. Nhờ vậy mà không ít hộ nông dân đã vươn lên thoát nghèo một cách bền vững. Điển hình như gia đình anh Thảo Văn Pao, dân tộc Mông, là một trong số những hộ phát huy hiệu quả nguồn vốn này với mô hình chăn nuôi bò sinh sản và thương phẩm. Sau một thời gian làm ăn có hiệu quả, anh đã hoàn trả nguồn vốn tín dụng và mở rộng mô hình để có thu nhập cao hơn. Gia đình tôi thì được
hỗ trợ từ vay chính sách của nhà nước ấy, xong là được 45 triệu, tôi mua bò về xong là một năm xong là tôi ra lại hoàn vốn. Thì nguyện vọng của tôi là muốn là nhân cái đàn bò này lên để phát triển kinh tế lại thoát nghèo. Có thể nói trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Trung Sơn đã đạt được kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các lĩnh vực, kinh tế, xã hội. Đời sống người dân được cải thiện đáng kể, tỷ lệ hộ nghèo giảm bền vững, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 36 triệu đồng một người trên năm. Song là một xã vùng ATK, Trung Sơn vẫn còn nhiều những khó khăn, đặc biệt là về cơ sở hạ tầng nông thôn chưa được đầu tư đồng bộ. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp còn chậm, trình độ nhận thức của nhân dân còn hạn chế. Vì vậy, việc phát triển kinh tế và xây dựng hạ tầng đang là vấn đề được Đảng bộ xã quan tâm thực hiện. Với mục tiêu đến năm 2025, Trung Sơn sẽ trở thành thị trấn trung tâm của các xã vùng ATK. Trong cái thời gian tới thì cấp ủy, chính quyền sẽ tiếp tục là tập trung lãnh chỉ đạo, thực hiện phát huy những cái lợi thế tiềm năng của địa phương từ kinh tế rừng cũng như là phát triển nông lâm nghiệp và tập trung chỉ đạo đến các chi bộ, thôn bản, tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi cũng như là phát huy được cái tiềm năng lợi thế của địa phương để góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương và sẽ thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và phấn đấu đến năm 2025 xã sẽ đạt xã nông thôn mới. Khó khăn còn nhiều, nhưng với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Trung Sơn đang nỗ lực với nhiều giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết bằng các việc làm cụ thể, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật và sản xuất, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức cá nhân phát triển các loại hình dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân.